Hello, hello các bạn. Thì các bạn ơi, hôm nay ngoài trời nó lạnh lắm mà lá nó cũng đã rơi hết rồi. Nhưng mà Thêm Mi muốn đứng ngoài ở bên ngoài để chia sẻ với các bạn là thêm một cái vấn đề về cô Bảo Ly, vợ của ca sĩ Hùng, ca sĩ Huy Cường. Thì sau khi mà cô kể chuyện là cô đã về tới cái sân bay Nội Bài của Hà Nội rồi đó, thì khi mà cô xuống thì cũng có người đưa cô xuống cái sân bay đó, chứ cô cũng không có được đi một cách thoải mái giống như là một người bình thường. Nhưng mà tại vì cô là VIP thì khi mà cô xuống đó thì người ta đưa cô xuống và người ta dẫn cô đi tới một cái văn phòng. Thì khi mà tới một cái văn phòng đó thì người ta có hỏi cô là cô còn những cái giấy tờ gì, thì cô mới nói là cô chỉ có còn một cái passport của người Việt Nam thôi. Là thì khi cái passport của người Việt Nam đó thì tại sao cô qua đây 17 năm rồi mà cô vẫn còn, thì cô nói là nó đã bị expire date rồi, nó đã bị quá hạn rồi, nhưng mà chồng cô thì mới đi gia hạn lại cái passport đó để cho cô được nhập vào nước Việt Nam. Thì khi mà người ta mới hỏi cô thì cô mới trình cái tờ giấy mà passport của Việt Nam ra cho họ, và họ hỏi cô là cô còn những cái giấy tờ gì mà còn ở bên Mỹ không. Thì cô nói là cái bằng lái xe của cô thì cũng đã bị người ta họ lấy mất rồi. Cái bằng lái xe thì bị người ta lấy, và cô có cái thẻ đi làm á, thì khi mà cô ra về thì cũng bị bên Mỹ họ giữ lại rồi. Cho cô là cô hoàn toàn cô không còn cái giấy tờ gì hết ngoài cái passport Việt Nam. Thì họ mới hỏi gia đình là gia đình đưa cái tờ giấy cái hộ khẩu tới cho họ. Thì cái hộ khẩu cũ của cô á, thì là vẫn còn tên cô trong cái hộ khẩu, thì gia đình mới gửi vào cho họ. Và cái hộ khẩu, và cô nói là cái giấy chứng minh nhân dân của cô, mà cái giấy cũ đó mà cô còn lại đó, thì gia đình có còn một cái copy thì mới đưa lại cho họ. Thì họ mới chứng thực là đây là người này, tên này, địa chỉ này, và ở đây thì họ bắt đầu họ mới cho cô ra về. Nhưng mà sau khi cô ra về xong rồi á, thì bây giờ mới có cơ hội để mà cô ta nói lên những cái tâm tình của cô sau khi mà cô về tới Việt Nam. Thì cô nói sau những cái ồn ào là người ta nói cô là tại sao thích đẻ nhiều để được ăn những cái trợ cấp của xã hội ở bên Mỹ này. Nhưng mà cô nói là thứ nhất là cô rất là thích những đứa trẻ, cô rất là thích con nít, cho nên là cô mới sanh ra, và cô thấy cái đó là có biết bao nhiêu gia đình người ta muốn có con mà người ta còn không có con. Nhưng mà đối với cô thì cô được cái thiên chức làm mẹ và cô được có những cái cơ hội mà có con thì cô có, thì cái đó là cái thứ hai. Cái thứ nhất là cô rất là hạnh phúc khi mà cô có được những đứa con đó, và không phải là cô có con để nhằm để mà ăn những cái trợ cấp của xã hội, thì cái đó thì không có. Tại vì cô nói từ xưa tới giờ khi mà cô qua Mỹ là cô đi làm không nghỉ một ngày để mà cô nuôi con cô, mặc dù là không có giàu có như ai, nhưng mà cô cũng không ăn một cái đồng trợ cấp nào của chính phủ, hay là bất cứ một cái tiền trợ giúp đỡ nào, food stamp hay là bất cứ một cái tiền gì của chính phủ. Cho nên là cô muốn lên cô nói lên cái tâm tình của cô. Chẳng hạn như là cô nói cái đó là một cái mà thiên chức làm mẹ, mà biết bao nhiêu người hiện bây giờ người ta muốn có con mà người ta không có được. Cho nên là cô có thôi, chứ không phải là vì cô muốn ăn tiền trợ cấp của xã hội, vì cô muốn ăn những cái mà giúp đỡ của xã hội cho nên cô đẻ nhiều con để mà lợi dụng những cái đó để mà ăn xài tiền của xã hội. Nhưng mà cô nói là cô đi làm không nghỉ một ngày để mà nuôi con, chứ không phải là cô đẻ ra để ăn những cái tiền đó. Thì cái đó là những cái mà người ta hỏi cô là tại sao mà cô đẻ nhiều quá vậy. Thì cái đó là cái mà cô muốn nói cho mọi người biết đó là không phải là như vậy. Và thêm một cái thứ hai nữa đó là cô muốn nói ở đây đó là nếu mà những cái anh chị nào và có rơi vào những cái trường hợp như vậy, hoặc là nghĩ là mình có những cái trường hợp như vậy, thì nên tìm những cái luật sư nào mà những cái luật sư đó họ có những cái kinh nghiệm cho mình, chứ đừng có cái kinh nghiệm mà tốt một chút, chứ đừng có mà, hoặc là mình đi tham khảo với những người mà họ có những cái kinh nghiệm, chứ đừng có mà mình đi mình gặp ai thì mình cũng đi đại, hoặc là những người mà họ chia sẻ họ chạc mình ít tiền thì mình đi, hoặc là nhiều tiền thì tốt hơn. Cái đó là phải không phải. Thì cô cũng trải qua cái kinh nghiệm đó, thì cô cũng muốn nói với tất cả
những cái anh chị nào mà có hoặc là có những cái trường hợp mà gần cần giống của cô đó thì phải là phải đi tìm cho nó gặp đúng người, để mà mình đừng có đụng phải những cái người mà thực sự họ không có kinh nghiệm. Chứ nếu mà gặp người mà họ họ đã có trải qua những kinh nghiệm hoặc là họ đã tốt về những cái đó thì 12 năm về trước đây thì cô cũng có đã có cơ hội mà cô về Việt Nam sớm hơn, và bây giờ thì cô đã là một người mà legal, là một người mà hợp pháp ở nước Mỹ rồi, chứ cô cũng không có rơi vào cái tình trạng như vậy. Thì cái đó là cái mà cô nên, cô khuyên tất cả mọi người như vậy. Thì cái tình hình bây giờ đó là cô có 4 đứa con về Việt Nam cái nghỉ cái lễ Christmas này với cái New Year này, nhưng mà sau khi đó thì 2 đứa nhỏ sẽ ở lại với cô và sẽ cư ngụ lại ở Việt Nam với cô để cô take care 2 đứa nhỏ, và 2 đứa lớn thì sẽ quay ngược lại Mỹ để tiếp tục đi học. Và những cái mùa hè thì các cháu sẽ về thăm cô, thì người ta dự đoán là có thể là trong vòng 1 năm, sớm nhất là 1 năm thì cô sẽ được trở lại Mỹ theo cái diện mà chồng bảo lãnh vợ, hoặc là lâu lắm thì có thể là 3 năm thì lúc đó thì mấy cái, 2 cái em nhỏ đó bây giờ 4 tuổi, 5 tuổi thì có thể là được ở bên mẹ 3 năm, ở bên mẹ cho tới khi nào mà mẹ qua thì các em qua, tại vì các em đã có quốc tịch Mỹ rồi cho nên các em có thể đi đi lại lại một cách rất là dễ dàng. Và summer thì 2 em lớn sẽ về thăm mẹ. Thì cái đó là cái mà Themy muốn chia sẻ ngày hôm nay, cái tình hình nó là như vậy. Thì Themy muốn tiếp tục đưa những cái thông tin này tới cho mọi người, tại vì cũng có nhiều người thắc mắc là sẽ đi tới đâu và về đâu. Thông cảm với những cái chuyện mà xảy ra với người ta, nếu mà mình cảm thấy mà mình feel sorry thì mình có thể mình contribute, mình cho một chút. Còn nếu mà mình cảm thấy cái đó là không đúng thì mình không có nên, thì mình không cho thôi. Themy, theo như Themy thấy thì mình cũng không có nên mà mình gay gắt quá, tại vì ở đời đó, hôm nay mình như vậy mình đâu biết ngày mai mình ra sao. Mình không có biết được ngày mai mình ra sao hết, cho nên mình cũng không có nên gay gắt. Mình cảm thấy mình giúp được thì mình giúp, còn không giúp được thì thôi. Tại vì cũng giống như là có nhiều người nói là bây giờ người ta đã rơi xuống cái vực đó rồi thì mình đừng có đạp người ta nữa. Ở đời ai cũng có cái sai hết chứ không có ai đúng hết. Cho nên thì Themy cũng đồng quan điểm như vậy, chứ Themy thì không có muốn nói ai hay cái gì. Thì mình chỉ có là đưa ra những cái thông tin mà có nhiều bạn ngoài đó không có biết những cái thông tin này thôi. Thì cái đó là cái mà Themy chia sẻ hôm nay. Thì lên chia sẻ thông tin một tí xíu, và Themy xin cảm ơn tất cả mọi người.